Thời gian qua, huyện Vĩnh Hưng tập trung đầu tư xây dựng các cụm tuyến dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân thuộc diện khó khăn và các khu vực giải tỏa, qua đó góp phần tạo điều kiện cho các hộ đảm bảo an cư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây là khu cụm dân cư Trung Trực, xã Thái Bình Trung, được đầu tư xây dựng nhằm bố trí người dân tại khu vực thi công công trình kè kênh 28. Hiện có trên 10 hộ đã đồng ý chuyển về đây sinh sống. Đối với những hộ chưa bàn giao mặt bằng, địa phương vẫn tiếp tục vận động giúp người dân ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế gia đình. Nhưng mà bố trí về đây thì thấy sống, cuộc sống đây cũng rộng rãi, thoải mái. Ở đây thì nói chung là vừa về ở xong là trong vòng có khoảng chừng không bao lâu là sẽ có đèn đầy đủ cho mình ở đàng hoàng sáng sủa, cũng lo, nói chung nhà nước cũng lo cho dân. Dự án cụm dân cư Trung Trực phần còn lại có tổng mức đầu tư trên 43 tỷ đồng, diện tích quy hoạch trên 52.000 m², gồm 327 lô, trong đó giai đoạn 1 diện tích khoảng 27.000 m², gồm 182 lô, giai đoạn 2 diện tích 24.800 m², gồm 145 lô. Đến nay, dự án đạt tiến độ 80% kế hoạch, nhiều hạng mục công trình như hệ thống đèn chiếu sáng, lán nhựa đường được chủ đầu tư gấp rút thực hiện. Phía ban quản lý dự án cũng đang gấp rút làm việc để triển khai hoàn thành cái dự án này trong năm 2023 để thực hiện cái thắng lợi cái chương trình mà đưa dân vào ổn định dân cư của huyện. Thì song song với cái giải phóng mặt bằng thì ban quản lý dự án cũng phải đôn đốc cái đơn vị thi công thì triển khai gấp cái phần điện chiếu sáng, rồi cái hạ tầng thì nó còn có một số cái hệ thống thoát nước và trải nhựa đường. Các cụm tuyến dân cư mới được hình thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân chưa có chỗ ở ổn định được an cư lạc nghiệp. Qua đó vừa góp phần bố trí dân cư tại các khu vực nằm trong vùng dự án, vừa giúp người dân phát triển kinh tế ổn định lâu dài.